học về buổi 1 thì chúng ta học về cái thuốc giảm đau hạ sốt và cái thuốc kháng viêm. Nói chung là hai nhóm đó, thuốc giảm đau hạ sốt thì các bạn thấy ở trên thị trường hiện nay có thuốc gì là để điều trị hạ sốt hả các bạn? Có phải là paracetamol không các bạn? Thì paracetamol với acetaminophen nó cùng là thuốc paracetamol, nhưng mà ở thị trường Mỹ thì người ta gọi nó là acetaminophen các bạn. Thì đối với cái paracetamol á, ở Mỹ á, thì nó có một cái vị dược nổi tiếng, đó là người ta đọc là Tylenol. Đọc là Tylenol. Đó thì đây là mấy cái đó mà chúng ta coi sau nha. Đây thầy đang bắt đầu thầy chiếu trên màn hình là cái paracetamol, thì các bạn thấy nó có chữ gì? Acetaminophen. Cái phen này là pH, P với H chứ không phải F đâu nha các bạn. Thì nó acetaminophen nó thuộc thuốc là giảm đau hạ sốt, nhưng mà về nó không phải là thuốc kháng viêm nha các bạn. Kháng viêm của nó ít lắm, cho nên nó không được xếp vào nhóm kháng viêm, nó chỉ xếp vào nhóm giảm đau và hạ sốt thôi. Thì các bạn ở đây các bạn thấy là cái chỉ định của nó là cái gì? Giảm đau và hạ sốt. Liều dùng của nó thì chúng ta tạm thời bây giờ chúng ta tính tới cái liều tối đa thôi, thì liều tối đa của nó là bao nhiêu các bạn? Là 4.000 mg cho một ngày đối với người bình thường. Thì như vậy đối với một viên thuốc 500 mg thì chúng ta dùng cho bệnh nhân tối đa là 8 viên. Đối với người nghiện rượu thì chúng ta dùng bao nhiêu? Chúng ta dùng 4 viên, đô 500 mg cho người ta là hết cỡ rồi. Tại sao chúng lại dùng cho người nghiện rượu mà chúng ta lại dùng có 2.000 mg thôi? Vì trong người nghiện rượu á là cái men, cái gan của họ yếu lắm, cho họ dùng nhiều quá thì cái khả năng của nó bị giống như người ta gọi là cái men gan nó tăng á, cho nên chúng ta xài vô, chúng ta xài cái para này mà nó lại độc cho gan á, xài nhiều quá thì người ta tải không nổi, nó gây đến tình trạng gì? Nó gây tình trạng ngộ độc. Thì ở đây các bạn thấy có ghi là gì? Độc gan là bao nhiêu? Là 10 đến 15 gam, là cái liều của nó là bao nhiêu? 150 đến 200 mg cho một ký đó. Chúng ta nhân ra chúng ta biết cái liều độc của nó là bao nhiêu. Thì đối với cái paracetamol này á, thì cái thuốc giải độc của nó là thuốc gì? Nó là acetylcysteine á, cái thuốc mà bạn Hoàng vừa mới nói cho chúng ta để điều trị long đàm á các bạn. Thì cái acetylcysteine này nó khi chúng ta bị người ta bị ngộ độc para, có nghĩa là từ bao nhiêu? Người ta uống từ 6 gam đúng không? Đây nha các bạn thấy uống 4.000 mg thì có nghĩa là 6 gam, uống 6 gam thì nó độc, thì lúc đó là chúng ta người ta sẽ giải độc bằng cái acetylcysteine. Thì cái acetylcysteine này nó có cái hiện tượng ở ngoài thị trường là Acemook của hãng Sanofi còn và cái Isomook, hai cái hãng đó nổi tiếng. Bây giờ chúng ta đi vào các dạng thuốc của para, thì ở đây chúng ta thấy có dạng gì? Para nó thứ nhất là có các dạng gói. Gói nó có bao nhiêu gói các bạn? Đô của nó là 80, 150, 250 và 325. Thế đến là người ta có dạng gì? Thuốc đặc. Thuốc đặc thì các bạn thấy nó có 3 đô là 80, 150 và 300 mg. Còn đối với viên nén thì có cái đô là bao nhiêu các bạn? 325, 500 hoặc là viên nang nó có đô là 500 mg, và viên nén phóng thích kéo dài hoặc là không kéo dài thì có đô là 650. Thì ở đây có một cái mở ngoặc cho các bạn là các bạn đã từng nhìn thấy viên thuốc đạn mà để nhét vào hậu môn cho các em bé chưa? Lớp chúng ta các bạn bán thuốc thì chắc các bạn biết rồi đúng không?
nó có hình, nó tại sao gọi là thuốc đặng, nó có hình viên đặng các bạn, đơn giản như vậy thôi để chúng ta dễ nhớ, nó có hình viên đặng. Thì cái cách cách dùng cái viên thuốc hình viên đạn này, cách dùng nó như thế nào, bạn 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 Trọng biết là cách dùng không, các bạn là bạn Trọng hướng dẫn cho các bạn lớp mình nghe đi, bạn Trọng ơi. Rồi thầy mời bạn Hoàng đi, bạn Hoàng ơi. Dạ có em ạ. Và bạn hướng dẫn cho các bạn ở lớp thì thầy cách cách sử dụng cái viên thuốc đạn đi. Dạ thuốc đạn thì thường thì trước khi mà dùng thì mình để trong ngăn mát tủ lạnh, sau đó là dẫn cách mà để vô luôn hết thầy, Đúng rồi, để nhét vô hậu môn của em bé vô luôn đó. nhét vô hậu môn của em bé, thì mình nhét từ cái có cái đầu viên đạn, nó có cái hình đầu viên đạn phía trước, thì mình nhét theo cái chiều của đầu viên đạn, nó hơi phần hơi nhọn nhọn đó. Có nghĩa là cái đầu nhọn nhé vô trước đúng không? Rồi rồi thầy cảm ơn bạn, cảm ơn bạn, nhưng mà cái thầy cũng nhắc lại là đối với viên thuốc đạn này á, chúng ta nhét đầu tù vô nha bạn, chứ không phải nhét đầu nhọn đâu nha. Đa số là các bạn đều được nghĩ là nhét đầu nhọn nó đúng, nhưng mà không phải. Lý do như vậy nè, ở cái cơ vòng hậu môn của chúng ta nó có một cái gọi là cơ, nó co rút lại, thì khi lấy chúng ta lấy một cái viên thuốc đạn từ trong cái tủ đông ra, nó đông rồi chúng ta bóc nó ra, thì chúng ta nhét vô là nhét vô cái đầu tù, thì khi các bạn nhét cái đầu tù vô chừng 2/3 viên thuốc thì cái hậu môn của em bé tự động nó hút cái viên thuốc nó vô. Các bạn đừng có nhét cái đầu nhọn nhá, nhét đầu tù dùng thầy, nhét cái nhỏ vô trước thì cái hậu môn nó sẽ hút cái đầu lớn vô sau nha. Thì bây giờ chúng ta nói tiếp về cái gói, thì gói hiện nay ở trên thị trường đang mà có sử dụng nhiều nhất là gói của hãng dược Hậu Giang á, nó gọi là Habacol đó các bạn. Nó có gói 80, gói 150, gói 250 và gói 325. Thường á thì người ta sử dụng nó theo cái số ký của các em bé các bạn. Ví dụ như các em bé khoảng 10 10 đến 12 ký thì người ta sử dụng 150. Đại khái vậy. Cách dùng nó là như vậy. Còn cái viên mà 325 á thì nó có viên nén và có gói luôn nha các bạn. Đó, thì hai cái đó. Còn viên 500 á thì nó là viên nang. Viên nang có mà viên nén cũng có. Và cái biệt dược nổi tiếng ở ngoài thị trường á hiện nay là cái viên Panadol Extra đó các bạn. Viên Panadol đỏ và Panadol xanh thì nó có cái đô là 500 mg. Kế đến là nói về cái viên phóng thích chậm, viên kéo dài 650 mg. Thì cái viên phóng thích kéo dài chắc là bạn Trọng này là còn nó, bạn Trọng còn ở đây không? Em hả thầy? Còn bạn bạn giải thích cho các bạn ở lớp mình cái viên phóng thích kéo chậm dùng thầy á, viên Dạ, phóng thích kéo viên dài phóng á. thích, dạ viên phóng thích kéo dài là nó sẽ đi qua dạ dày và hấp thụ ở ruột non ạ. Rồi nó làm gì nữa? Phóng thích kéo dài nhá, nó gọi có nghĩa là nó sẽ vô ruột, nó sẽ qua dạ dày và nó vô ruột non phải không bạn? Dạ đúng rồi ạ, khi đi qua ruột non thì nó sẽ rã ra và phóng thích hoạt chất ạ. Nó phóng thích như thế nào, hoạt chất lúc đó nó sẽ phóng thích như nào? Dạ nó sẽ bám vào thành mạch của ruột non ạ. Thầy cảm ơn bạn, bạn nói về cái vấn đề thuốc thì nó là đúng rồi, đối với lại thuốc cái đó là viên thường, còn ở đây chúng ta đang nói viên phóng thích kéo dài, có nghĩa là nó phóng thích chậm, người ta gọi tiếng Anh. Các bạn thấy trong khi các bạn mà đã bán thuốc rồi, các bạn thấy có viên gì, viên Vastaren, nó có chữ cái gì, MR, thì nó là gì, nó là modified release, có nghĩa là nó phóng thích theo từng đợt, phóng thích theo từng đợt nha các bạn.
thì thầy cắt nghĩa cho bạn về cái viên thuốc nó như thế này, cái nhà sản xuất họ bào chế cái viên thuốc đó, người ta uống một ngày một viên cho đến hai viên thôi. Đối với ví dụ thầy nói như là viên Voltaren thì các bạn thấy nó có Voltaren 75 mE thì người ta chỉ xài một ngày một viên thôi. Thì khi viên thuốc đó như bạn Trọng nói là nó sau khi nó vô sau bao tử thì nó vô đường ruột của chúng ta, nó sẽ phóng thích theo từng lớp, nó phóng thích theo từng lớp nha các bạn. Hết 24 tiếng thì cái viên thuốc đó nó tan rã hết. Và các bạn nhớ là đối với viên kéo dài nó không phóng thích một lúc, mà nó người ta bào chế nó với kỹ thuật rất cao thì nó được phóng thích theo từng lớp, nó cứ bóc từng lớp ra, bóc từng lớp, bóc từng lớp ra, và nó duy trì cái hàm lượng, cái nồng độ thuốc nó đều đặn ở trong cái gì, ở trong cái máu của chúng ta, thì người ta mới gọi đó là viên phóng thích kéo dài. Thì hiện nay đối với cái viên Tylenol mà 650 ấy các bạn, gần như ở Mỹ họ không có cho làm nữa. Tại vì sao vậy? Tại vì nó là một dạng phóng thích kéo dài mà khi nó ngộ độc rồi á, họ rất khó để mà điều trị, tại vì nó phóng thích chậm. Ví dụ giờ nó phóng thích một lần nó đi thì mình biết là nó hết cái hoạt chất rồi, người ta tính được cái hàm lượng của nó ở trong máu bao nhiêu thì người ta mới tính cái giải độc của nó được. Còn bây giờ nó phóng thích kéo dài như vậy không có cách nào mà chúng ta xử lý được. Cho nên gần như đối với cái thị trường Mỹ là người ta bỏ cái viên Tylenol 650 mà phóng thích kéo dài rồi đó các bạn. Đó. Thì bây giờ chúng ta đi tiếp là chúng ta qua cái một cái chế phẩm của Bana. Đó là cái gì các bạn? Là cái nó có tên là gì? Alasan. Alasan thì trong công thức của nó có para là 325 và ibuprofen. Ibuprofen ở đây chúng ta được biết nó là gì? Nó là một nhóm kháng viêm giảm đau hạ sốt, mà tác dụng kháng viêm của nó xử lý là chính. Thì chỉ định của nó được dùng vào việc gì? Được dùng vào các bạn thấy theo cái chỉ định mà thầy viết là nó đau răng, thì ở đây đau răng là cái chỉ định được ưu tiên của nó. Tại sao vậy? Tại sao nó lại là chỉ định? Đau răng nó lại là chỉ định được ưu tiên. Vì các bạn biết là khi ta uống thuốc vào, sau khi mà nó vô nó chuyển hóa thì nó phân bố vào từng cái mô cơ của trong cơ thể chúng ta, thì người ta sau khi người ta nghiên cứu người ta thấy rằng cái ibuprofen này nó phân bố ở nướu răng nhiều nhất, cho nên nó có tác dụng kháng viêm được cái nướu răng. Cái đó khi mà chúng ta bị đau răng, ngoài chúng ta dùng cái kháng sinh răng thì chúng ta kết hợp với ibuprofen đó. Thì đối với cái ibuprofen này ở bên Mỹ nó có một cái biệt dược nổi tiếng, nó là chữ Advil các bạn, Advil nha. Thì cái viên thuốc đó nó màu đỏ, thuốc màu đỏ, đô của nó là đô 200, nó nổi tiếng lắm các bạn. Có nếu mà nhà mà người có người đi nước ngoài về thường thường họ cho mình cái viên viên Advil là họ quý mình lắm họ mới cho đó các bạn, là quý lắm á, thì cho mình chừng 20 viên à. Thì ở đây người ta nói gì? Người ta nói là ibuprofen nó là cái gì? Ibuprofen nó là một cái kháng viêm mà nó gọi là nó ít tác dụng phụ nhất trong cái nhóm NSAID. Thì các bạn tạm thời ta nói NSAID thì các bạn nghe đi, đến đến phần kháng viêm thầy sẽ giải thích tiếp cho các bạn ha. Rồi kế đến chúng ta có một cái chế phẩm kết hợp của para, đó là cái gì? Đó là para kết hợp với tramadol. Thì cái biệt dược nổi tiếng ở ngoài thị trường nó là Utranacept của hãng Janssen. Cái này, cái tramadol này á thì các bạn nhớ là nó là một cái nhóm giảm đau, nhóm opioid. Opioid thì nó là gì? Nó được điều chế từ thuốc phiện. Tất cả những thuốc mà liên quan đến thuốc phiện thì nó người ta gọi nó là opioid. Thì liên quan đến thuốc phiện nó sẽ gây gì? Nó sẽ gây nghiện. Đó, tại sao? Tại vì nó vào thần qua được thần kinh trung ương, nó gây ức chế thần kinh trung ương, nó gây ngủ và sau đó nó gây nghiện. Đó, các bạn thấy không? Thì chỉ định của
cái Ultracept này là gì? Giảm đau trung bình đến nặng. Đau gì? Đau sau phẫu thuật, đau tần tí tọa và cơ xương khớp đó các bạn. Đó. Thì bây giờ tiếp tục chúng ta qua đến gì? Chúng ta qua đến efferagan codein. Thì ở đây nó cái codein thì các bạn thấy không? Cái tramadol là các bạn thấy là nó cũng thuộc opioid, đúng không? Và cái gì? Cái codein nó cũng là opioid luôn, nó cũng là gây nghiện. Thì cái viên này á các bạn, là nó có cái chế phẩm efferagan á, thì nó có cái viên sủi bình thường á, là nó viên sủi đó nó chỉ có para 500 thôi. Còn đối với cái chế phẩm mà viên sủi efferagan codein á, thì nó có kết hợp với codein 30 mg. Thì cái viên này các bạn biết là sao không? Uống nó buồn ngủ ngày ngật nó phê lắm. Ở ngoài thị trường đó, dân mà chơi xì ke đó, sau khi họ dùng cái này, dùng thuốc chích hay hút rồi đó, họ uống thêm cái viên này vô, để các bạn biết làm sao không, để nó tăng cái độ phê và nó kéo dài cái độ phê đó. Cho nên cái viên thuốc này á, thì có những thời điểm nó bán giá rất là cao, và có những thời điểm nó bị đứt hàng luôn, không có mà bán, và nó kéo giá lên có khi lên 10.000, 17.000 một viên đó. Lý do là như vậy các bạn. Đó. Rồi thế là sao các bạn thấy thầy đi như vậy có nhanh quá không các bạn? Alo. Dạ vừa thầy ạ. Vừa. Thầy vừa nhá, thầy cho chúng ta đi tiếp nha. Bây giờ chúng ta qua một cái chế phẩm khác của cái điều trị cái của paracetamol, là cái gì? Là một cái chế phẩm mà lúc đấy thầy có nói, thầy có gợi ý mà bạn Hoàng đã từng dùng đó. Thì trong đây người ta gọi thầy dùng cái lotadol, cái của Abbott, nhưng mà Abbott thì sản xuất ở Việt Nam các bạn. Đó. À quên, thầy còn một cái nhóm cái này nữa. Cái chế phẩm này là của Parabidiclor mà ít xài lắm. Cho nên thôi, ta qua đi. Ta sẽ dùng những cái gì nhiều quá. Hiện nay á, đây là cái chế phẩm này, hiện nay là rất nhiều hãng người ta sản, người ta làm các bạn. Thì đối với hãng Abbott thì họ làm gồm có công thức gì? Công thức nó gồm có Para 500, Loratadine 5, đó là kháng histamine, đó là kháng dị ứng á. Và thuốc ho là bao nhiêu? 15, Tetro 15. Đó, thì đối với cái liều dùng thì cho dùng 2 lần một ngày và chống chỉ định cho trẻ em dưới 6 tuổi. Đó là nói về cái thuốc cảm đó. Là có nghĩa là như thế này các bạn ạ. Khi ta bị cảm á, mình là chưa vội lấy kháng sinh ho, thì chúng ta đưa cái viên này vô để cho họ uống là nó cũng đỡ rồi. Sau đó chúng ta kết hợp thêm một số cái viên thuốc khác vô là họ giải cảm được rồi ha. Đó. Bây giờ chúng ta qua một cái chế phẩm khác nha. Cái chế phẩm khác là cái này thì nó mạnh hơn. Nó mạnh hơn là nó có tác dụng mà điều trị cảm cúm. Cho nên các bạn thấy trên góc phải của màn hình nó có cái gì? Lotadol Blue. Thì trong thành phần của nó gồm có là Para 500, Wolfenicin, Guafenicin 200 mg. Thì cái thuốc này nó có tác dụng gì? Nó làm loãng cái dịch nhầy các bạn, cho nó đàm nó dễ lòng ra. Và cái phenylephrine hydrochloride thì nó làm gì? Nó giảm sung huyết, giống như nó giảm cái viêm á của ở trong cái. Tại vì sao? Tại vì khi chúng ta bị dị ứng, chúng ta bị cảm cúm dị ứng á, thì những cái đường ở trong cái hệ hô hấp của chúng ta nó bị sưng, nó phù nè. Thì người ta dùng cái dược chất phenylephrine này á, thì nó giảm cái sung huyết. Tại nó giảm sung huyết thì chúng ta sẽ sao? Chúng ta sẽ dễ thở các bạn, đúng không? Và sau đó là dextro methoxyfen 15, thì nó là cái thuốc giảm ho. Điều trị cái viên này người ta điều trị cái gì các bạn? Điều trị cảm lạnh, cảm cúm đó, viêm mũi dị ứng cũng được hết. Đó là chúng ta nói về các cái chế phẩm. Ủa, buổi tối học thường thường có nghỉ giải lao không bạn Hoàng ơi?
buổi tối lớp Dạ mình học. có thầy ạ. Tùy tùy theo từng giáo viên, có giáo viên có giáo viên nếu mà muốn học nhanh thì mọi người muốn nhanh thì khỏi khỏi giải lao cũng được để mà nhanh kết thúc, còn À, lúc thì vậy hả? giáo viên thì có cho giải lao tầm 15 phút 10 phút vậy. Vậy bạn bạn coi giùm thầy là cái bài số 1 này có bao nhiêu slide ấy bạn Hoàng? Coi giùm thầy á. Dạ 23 like thầy. 23 slide ở cuối nó có đơn thuốc không? Cuối như có đơn thuốc à Hoàng không? Có đơn thuốc không ạ? Nếu mà 23 slide thì Em thấy không có đơn thuốc thầy, chỉ có là những cái thuốc thầy dạy thôi à. Nếu vậy thì chắc các bạn có thích nghỉ 10 phút không? Các bạn có thích nghỉ 10 phút không? Dạ thôi thầy dạy đi thầy. Mẹ dạy luôn cũng được Làm thầy ạ. tới luôn nha. Dạ. Rồi làm tới luôn thì bắt đầu chúng ta coi như là các cái chế phẩm của paracetamol thì đã xong. Vậy thầy chốt lại một số cái ý để các bạn nắm. Thứ nhất là paracetamol. Đó có hai cái tên. Đối với thị trường châu Âu và Việt Nam chúng ta thì người ta gọi nó là paracetamol. Còn thị trường Mỹ thì người ta gọi nó là acetaminophen. Và cái tên nổi tiếng ở trên thị trường Mỹ á, thì nó là Tylenol. Còn ở cái thị trường Việt Nam mình, ở Việt Nam mình nói riêng á, thì nó là Panadol là nó làm chủ. Đó. Thì đối với các loại paracetamol ở Việt Nam thì chúng ta có loại gì? Loại gói, loại viên viên nén, viên cáp và viên sủi. Đó là những cái nói về các cái chế phẩm của para. Thì trong đó có những cái người ta kết hợp để nó làm sao, mục đích của việc kết hợp để nó tăng cái tính giảm đau cho para. Ví dụ như người ta kết hợp para với gì, người ta kết hợp para với codeine 30. Thì codeine các bạn biết rồi, nó là một cái chế phẩm của thuốc phiện, nó có chức năng là nó ức chế cái đau ở dây thần ở thần kinh trung ương. Và khi nó kết hợp codeine kết hợp với paracetamol thì nó tăng cái tác dụng giảm đau của para lên. Cũng như là các bạn thấy có một cái chế phẩm mà para kết hợp với tramadol, nó cũng vậy. Thì cái chế phẩm đó có cái tên là Pulcaset. Đó là thầy đang tổng hợp lại cái phần para để các bạn nắm. Thì sau khi người ta kết hợp para với các thuốc giảm đau để điều trị các cơn đau từ trung bình đến nặng thì người ta nghĩ ra một cái chế phẩm khác là phối hợp para với các cái thuốc kháng histamin và thuốc ho để làm thuốc điều trị cảm. Lúc đó thì hãng Panadol họ có một cái viên thuốc là gọi là viên Panadol cảm cúm, nó màu cam. Thì cái viên thuốc Panadol cảm cúm á, các bạn biết là khi chúng ta cảm cúm thì chúng ta bị cảm giác nầy ngặt, nó khó chịu và chúng ta buồn ngủ. Thì cái hãng Panadol họ làm cái viên đó rất hay, các bạn biết sao không? Trong cái viên thuốc đó nó có caffeine là 65 hay bao nhiêu đó, để nhớ không lầm là nó chắc chắn là nó có cà phê rồi. Thì nó làm sao, Em 65. 65 phải không? Đó là viên cảm cúm đó nha Hoàng nha. Còn cái viên mà Panadol đỏ mà viên nén thì nó có caffeine rồi. Thì đối với thầy đang chúng ta nói tiếp về cái viên para cảm cúm á, thì khi mà chúng ta bị đau và chúng ta sao không nhức người lắm, cảm cúm nhức người mỏi mệt lắm, thì chúng ta uống cái viên thuốc ấy tự nhiên chúng ta thấy ra sao nó khỏe. Tại vì cái cà phê nó dẫn mà nó chất dẫn nó kích thích cái thần kinh làm cho chúng ta khỏe đó. Và cũng như một số người bây giờ họ, các bạn bán thuốc các bạn biết đó, thì họ tự gì họ khi họ bị nhức đầu họ tự tự đi mua para đỏ về họ uống. Nhưng tất cả mọi người đó, các phần lớn họ không để ý rằng cái viên Panadol đỏ nó có cà phê, cho nên nếu dùng vào buổi tối thì tối hôm đó làm sao họ bị mất ngủ nhưng mà họ không có biết. Cho nên nhiệm vụ chúng ta là những người bán thuốc thì chúng ta lưu ý khi mà họ uống thì chúng ta nhắc họ là đừng có uống vào buổi tối, nó dễ gây mất ngủ, đặc biệt là các cái bác lớn tuổi không, cô chú lớn tuổi thì nhớ nhớ nhắc họ tí không, thì để cho họ biết cái cách sử dụng cho nó đúng rồi. Đó thì các bạn thấy các chế phẩm của para nó kết hợp với
một số các cái thuốc chống dị ứng rồi mấy cái để nó điều trị cảm cúm. Thì đó là chúng ta xong về cái paracetamol. Thì chúng ta chốt lại là cái liều độc của para là 4 4 bao nhiêu các bạn? Bao nhiêu ấy nhỏ? Liều độc Một của para là ngày bao nhiêu? trên 2.000 là bị 2.000 là đối với người người nghiện rượu nhá. Và 4.000 đối với người bình thường. Thì một viên para mà 500 thì có nghĩa là chúng ta dùng đối với người bình thường chúng ta dùng khoảng bao nhiêu viên là độc vậy thôi? Khoảng nhiêu nhỉ các bạn nhỉ? Thì bình thường á đô của nó là đô 500 thì dùng bao nhiêu viên một ngày là độc rồi? Có phải dùng gì hai ba viên viên đã 3 viên là độc, đâu 3 viên mới có 1.500 chưa độc. ý là một lần uống ạ, ba Ở mươi đâu vậy? Mình uống vậy không được, ta tính ngày đi, dạ. tính Một ngày cho là bốn 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 ngàn đó ạ, 4.000 mg 4.000, á, là khoảng 8 viên. 4 viên trở lên thầy, 4 viên thì đối với người nghiện 4 viên bình thường, 8 viên mới độc. đúng rồi, các bạn nhớ dùm thầy là 4 viên đối với người nghiện rượu là họ độc của nó, nhưng mà đối với người thường thì là 8 viên 500 là độc rồi. Cho nên là có một số người họ họ dùng cái para để họ tự tử đó nha các bạn, họ dùng để họ tự tử được đó nha, và chết được luôn á, nếu mà không cấp cứu kịp là họ chết đó. Cho nên là mình gợi ý đối với những người nghiện rượu thì các bạn khi mà dùng thuốc cảm cho họ thì các bạn cũng có một cái điểm như vậy này các bạn ạ. Từ Việt Nam mình hay có một cái gọi là tự ý đi mua thuốc và tự ý uống các loại thuốc mà mình thích, nhưng họ không biết rằng những cái thuốc mà họ uống vô đó là những cái công thức phối hợp, thì vô tình có khi một ngày họ uống tới 6 viên para 500 thì đối với người mà nghiện rượu là độc rồi các bạn thấy không. Nên cái điều nguy hiểm, rất là nguy hiểm đối với cái việc là người người mình tự uống đó. Cho nên cái khi mà chúng ta học về cái paracetamol thì chúng ta khi sau này chúng ta bán thuốc thì chúng ta lưu ý để giúp đỡ cho những người bệnh nhân họ biết được cái liều độc của nó nha, và hướng dẫn cho họ rõ cái cách xài. Có khi các bạn biết sao họ mua Efedrin về họ uống phối hợp với lại thuốc Panadol đỏ luôn, họ làm như vậy để cho nó đã, cho nó phê, nhưng mà phê đâu thấy gì, nhưng mà trước mắt là mình thấy nó độc như cái gan đấy, vấn đề đặt ra là như vậy. Cho nên chúng ta là khéo khéo nhắc nhở nhá, ví dụ như ra tiệm chúng ta mà họ mua Panadol đỏ với Efedrin thì mình hỏi họ là đây, họ xin lỗi cho em hỏi là thì mỗi lần chị uống mà uống như thế nào, thì lúc ấy họ nói chúng ta biết liền mà họ tôi uống vậy là tôi uống 2 cái viên đỏ với 1 viên sủi, thì mình cộng vô thấy 100 bao nhiêu rồi, 1.500 rồi. Họ, trời ơi nếu chị uống vậy thì cái đó nó tương đương với một ngày đó chị, thấy không, đến nửa ngày chứ, một ngày chị chỉ uống được cái liều đó được 2 lần thôi nha, đừng uống nhiều, uống nhiều là nó hư gan đấy, mình nói vậy người ta biết rồi, chứ mình nói để cho người ta sức khỏe người ta là người ta biết cách nào, chứ mình đừng có nói là mấy gam với 4 gam họ không quan tâm đâu, chỉ nói là chị đừng có uống quá 8 viên ngày, không chị uống 3 hay 6 viên là hết cỡ rồi, nói vậy người ta biết, chứ mình bảo chị uống 4 mg hay mấy mg họ chả quan tâm ha. Thì cái trách nhiệm chúng ta khi chúng ta biết, chúng ta nhắc nhở những cái người khách hàng chúng ta như vậy là cái cách từ xa các bạn, cái cách chúng ta bảo vệ cho họ đó, và chúng ta làm sao cái nghề là các bạn biết rồi, cái nghề của chúng ta nó gọi là cái nghề gì, cái nghề tổng đức, mà các bạn biết nó tổng cái gì không, tổng cái âm đức. Âm đức là cái gì các bạn, thì có phải là khi chúng ta làm một cái việc gì, ví dụ như là chúng ta một cái nhà tài trợ cho một cái chương trình nào đó thì nó gọi là cái gì, theo như người ta bên bên tâm linh người ta gọi đó là dương đức, có nghĩa là những cái đức nó được phơi bày ra rồi, thì chúng ta cái phần đó chúng ta không tạo được phúc. Còn cái phần mà chúng ta làm âm đức có nghĩa là chúng ta làm những cái việc tạo những việc tốt cho người khác mà chúng ta không nói ra thì chúng ta mới tạo phúc sau này. Mà cái nghề của chúng ta nó liên quan đến vấn đề phúc các bạn, phúc đức có nghĩa là chúng ta tạo ra những cái âm đức đó thì người ta không biết, nhưng mà ông trời không biết thì chúng ta sẽ có cái phúc đức sau này các bạn. Mà các bạn thấy
thì các ông bà ông cụ nói chúng ta sao, ăn ở có phúc mặc sức mà ăn. Cho nên những cái này là những cái mà thầy cũng hơi lưu ý một tí để chúng ta nhắc nhở làm sao cho người ta khéo, để cho người ta có một cái gọi là cái giữ gìn sức khỏe cho khách hàng nha. Đó thì chúng ta đã xong về cái phần paracetamol và các cái chế phẩm phối hợp của nó. Bây giờ chúng ta một qua một cái phần khác, đó là cái vấn đề đau. Đau đau ở đây thì chúng ta thấy trên cái màn hình, chúng ta thấy người ta phân ra nó là mấy loại các bạn. Người ta phân nó giảm hai loại đau gì, cấp tính và đau mãn tính. Đau cấp tính thì các bạn cứ nhớ thì thầy là nó liên quan đến cái gì, nó liên quan đến những cái chấn thương, cái tai nạn, cái té ngã bất ngờ. Và chúng ta biết rõ nguồn gốc đau, đúng rồi, ví dụ như chúng ta té một cái nó đau cái chân thì chúng ta biết là chúng ta đau chân rồi, hoặc là chúng té từ tay xuống thì nó đau cái khớp chúng ta biết rồi, đúng không? Thì nó liên quan là đau, và người ta mới gọi là gì, đau ngay khi cơ thể vừa chấm dứt điều trị khỏi một cái tổn thương. Nói như vậy khó hiểu quá. Bây giờ chúng ta nói là đau cấp tính là nó vừa mới xảy ra, chúng ta biết cái nguyên nhân của đau luôn. Ví dụ một cái tai nạn giao thông đến với một ai đó, người ta bị tông xe vào cái đầu gối, cái đầu gối thì người ta biết đó là người ta bị đau. Còn cái đau mãn tính thì nó hơi khó một tí các bạn. Nó có nguồn gốc phần lớn là thần kinh. Và sao? Nó vô căn và nó không có căn cứ. Rồi nó lại có một thêm một cái nữa là cái vị trí thời gian đó, đau nó không rõ ràng. Thầy giải thích cho các bạn cái chỗ này như vậy. Cái đau mãn tính á, thì chúng ta hiểu là nó liên quan đến những cái công việc, những cái nghề nghiệp, hay chúng ta gọi đau mãn tính nó là một dạng đau gì các bạn? Đau gọi là đau đau do nghề nghiệp. Cho một ví dụ nhá. Ví dụ nào, nhưng các bạn thấy hồi xưa khi mà các cái chị em phụ nữ họ bán buôn những cái chợ rau vào buổi tối á, thì người ta chở trên cái xe gì các bạn, trên cái xe đạp, ai có tiền thì hồi đó thời gian trước mua xe máy khó lắm, thì bây giờ mình giả sử là họ mua xe máy đi. Xe máy các bạn thì sao, thì nhưng mà cái chở xe đó mà thấy mình đằng sau nó một cái gác băng ga rất là lớn và chở có khi chở các bạn đâu thì sao, thì nhưng mà người ta thấy, chúng ta thấy thường là như vậy, các bạn động viên nó, họ vô họ đá banh hay là họ tham gia một cái cuộc vui chơi hay là thi đấu nào của thể thao thì họ có gì, họ có cái gọi là khởi động, nhưng mà dân lao động của mình họ đâu có ý thức cái chuyện đó và họ không có thời gian, nên họ cứ là nhảy vô là làm, nhảy vô là làm, nhảy vô là làm, thì làm cái việc đó là việc nặng, sau một thời gian dài nó sẽ ảnh hưởng đến cái gì các bạn, giả sử như là các cái nói về cuộc sống thì chúng ta vận động nó nhiều quá, chúng ta đè nén nó nhiều quá thì nó dẫn đến gì, thì các bạn biết cuộc sống người ta nó cấu tạo bằng cái gì, thứ nhất nó là những cái bó dây thần kinh nó từ não đi xuống, đó là cái thứ nhất, cái thứ hai nó được cấu tạo là những cái khớp. Cái khớp đó thì ở giữa các cái khớp nó gọi là cái gì các bạn, nó cái đĩa đệm đó, thì các cái đĩa đệm đó nó bị bào mòn một bên, ví dụ như người ta thuận một bên nào đó người ta làm hoài nó bị bào mòn, thì giả sử nó bị bào mòn một bên nào đó ở cái vùng thắt lưng của chúng ta, đúng không, thì một thời gian sau đó rất lâu thì người ta bị đau lưng, đau lưng và các cái triệu chứng đau lưng nó như thế nào, người ta duỗi cái chân ra thì nó không có được cái chân nó bạn, cái cẳng chân nó duỗi ra không được, và cái cơn đau nó từ thắt lưng nó ăn xuống đâu, nó ăn xuống hai cái mông, ăn xuống cái cơ đùi sau ở cái đầu gối và cái cẳng chân, và nó làm cho sao vận động rất là khó khăn, có khi nếu mà không uống thuốc đúng không này kia là nó dẫn đến liệt, thì người ta gọi đó là gì các bạn, đó là thần kinh tọa đó các bạn, cái bệnh thần toàn đó, thì có phải là nó có nguồn gốc từ đâu các bạn, nó có nguồn gốc thần kinh, còn cái thời gian biểu của nó thì sao, cái thời gian biểu không rõ ràng là người ta làm một thời gian nó mới bị, còn cái vị trí thì
vị trí thì nó khởi điểm từ đâu, nó vị trí nó khởi điểm từ thắt lưng, nhưng cái bệnh nó tiến triển hồn nó đau cho tới cái đầu chân luôn đó. Thì cho nên là cái người bệnh người ta mới nói là bệnh đau mạn tính nó có nguồn gốc gì, thần kinh và thời gian biểu của nó không rõ ràng, hoặc là một cái cơn đau đầu các bạn, đau đầu tự nhiên một ngày đẹp trời là nó đau, và nó đau làm sao các bạn, nó đau kinh hoàng rồi, nó đau khủng khiếp luôn. Tại sao vậy thì đâu có biết đâu. Ví dụ như là mình đi đắng về nó đau, hay là mình coi phim về nó cũng bị đau tùng lung ra hết, thì nó đau như vậy đó. À, nó liên quan nguồn gốc đến thần kinh. Thì đây là hai cái mà người ta phân tích cho chúng ta về cái đau đó. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp nha, xem là nó sắp tới nó có những cái gì nữa liên quan đến đau. Thì ở đây chúng ta thấy là nó có một cái thuốc gọi là điều trị cái chứng đau mức nhẹ và trung bình. Thì nó gọi là gì các bạn? Cái tên của nó thì thường nó là Hydrax. Hydrax này cái dược chất của nó là Proxaphenin, đô của nó là 200 mg. Cái viên thuốc này giờ nó bán khoảng 3,5 một viên. Đó các bạn thấy bên phải của nó, ta có cái màn hình chúng ta có tên của nó là gì? Biệt dược lớn, cái chữ lớn của nó là Hydrax, và cái dược chất của nó là Proxaphenin. Nó do hãng gì các bạn? Nó do hãng Aventis của Pháp họ làm. Thầy ơi, Linh học sắp tắt rồi thầy. Chắc là thầy phải tạo Linh nói để tiếp tục học với thầy. Ồ, vậy hả? Như vậy là tắt thì thầy sẽ tạo một cái link mới để lớp mình tiếp tục nha. Rồi, dạ. Hiểu rồi. Nó là một tiếng là họ tắt hả? Dạ đúng rồi, một tiếng là nó tự nhiên nó sẽ tự văng ra. À, thầy cảm ơn nha. Để khi nào hết rồi thầy lại làm cái slide, cái link mới nha các bạn nha. Để ta cứ dạ, tiếp tục nha. À, hay là mình làm luôn đi giờ. Đây cuộc gọi này sắp kết thúc rồi, là giờ thầy làm link mới là được. Link mới luôn, chắc thầy làm link mới. Rồi. Đây này, thầy làm đi mới cho các bạn luôn, thầy nhớ đến